cái cầu cầu bờ kè luôn, mới vừa làm chưa xong có luôn cái cầu vượt nữa kìa. Bờ kè mà có luôn cầu vượt nữa, chụp hình đấy. Đó, cảnh mấy cầu vượt cho quý vị coi nha, có cầu vượt luôn nha quý vị. Đường là đường bờ kè Lấy Thiêu Bình Dương nè, đường bờ kè Lấy Thiêu Bình Dương, từ Lấy Thiêu 11 là mình đi Bình Dương, đi cặp bờ kè đi thẳng lên trên đó luôn. Xa tí nha quý vị, không dám lại gần cái thành nó này nọ. Đường đẹp quá, đường là đường bờ kè này quý vị, từ Lấy Thiêu á, từ Lấy Thiêu chạy lên này, từ Lấy Thiêu chạy lên. Lên tới tầng đó luôn, đẹp. Cái cảnh đẹp cho quý vị xem nha. Nữa là nó có cái chuẩn bị làm cái cầu vượt trên sông luôn, cầu vượt trên sông luôn, cầu cao và vượt trên sông luôn. Ở dưới thì cầu, ở trên thì vượt nha. Xin kính chào quý vị. Mai có dịp tôi đi trên đường bờ kè Lấy Thiêu Bình Dương nè, đi đến đây thấy có cây cầu mới thì quay lại cho quý vị xem. Đang làm dang dở chưa xong nha. Giờ tới đây là tôi xin kết thúc cái clip này. Chuyện nào khánh thành làm thì tôi sẽ quay clip tiếp cho bà con coi, cô bác xem nha.